Canh bậc ba. Canh bậc ba có gì khác canh bậc hai không? Một nhỏ, khái niệm canh bậc ba. Bài toán: một người thợ cần làm một thùng hình lập phương chứa được đúng 64 lít nước. Hỏi, người thợ đó phải chọn độ dài cạnh của thùng là bao nhiêu decimet? Giải: gọi x decimet là độ dài cạnh của thùng hình lập phương. Theo bài, ta có x mũ 3 bằng 64. Ta thấy x bằng 4 vì 4 mũ 3 bằng 64. Vậy độ dài cạnh của thùng là 4 decimet. Từ 4 mũ 3 bằng 64, người ta gọi 4 là căn bậc 3 của 64. Định nghĩa: căn bậc 3 của một số A là số x, sao cho x mũ 3 bằng A. Ví dụ 1. 2 là căn bậc 3 của 8 vì 2 mũ 3 bằng 8. Âm 5 là căn bậc 3 của âm 125 vì âm 5 mũ 3 bằng âm 125. Ta công nhận kết quả sau. Mỗi số A đều có duy nhất một căn bậc 3. Căn bậc 3 của một số A được ký hiệu là căn bậc 3 của A. Với 3 gọi là chỉ số của căn. Phép tìm căn bậc 3 của một số gọi là phép khai căn bậc 3. Chú ý, từ định nghĩa căn bậc 3 ta có căn bậc 3 của A mũ 3 bằng căn bậc 3 của A mũ 3 bằng A. Câu hỏi 1. Tìm căn bậc 3 của mỗi số sau. A. 27. B. Âm 64. C. 0. D. 1 trên 125. Giải mẫu: căn bậc 3 của 27 bằng căn bậc 3 của 3 mũ 3 bằng 3. Nhận xét: căn bậc 3 của số dương là số dương. Căn bậc 3 của số âm là số âm. Căn bậc 3 của số 0 là chính số 0. Hai nhỏ, tính chất. Tương tự tính chất của căn bậc 2, ta có các tính chất sau của căn bậc 3. A. A nhỏ hơn B. Suy ra, căn bậc 3 của A nhỏ hơn căn bậc 3 của B. B. Căn bậc 3 của AB bằng căn bậc 3 của A nhân căn bậc 3 của B. C. Với B khác 0, ta có căn bậc 3 của A trên B bằng căn bậc 3 của A trên căn bậc 3 của B. Dựa vào các tính chất trên, ta có thể so sánh tính toán biến đổi các biểu thức chứa căn thức bậc 3. Ví dụ 2. So sánh 2 và căn bậc 3 của 7. Giải, ta có 2 bằng căn bậc 3 của 8. 8 lớn hơn 7 nên căn bậc 3 của 8 lớn hơn căn bậc 3 của 7. Vậy 2 lớn hơn căn bậc 3 của 7. Ví dụ, rút gọn căn bậc 3 của 8A mũ 3 trừ 5A. Giải, ta có căn bậc 3 của 8A mũ 3 trừ 5A bằng căn bậc 3 của 8 nhân căn bậc 3 của A mũ 3 trừ 5A bằng 2A trừ 5A bằng trừ 3A. Câu hỏi 2. Tính căn bậc 3 của 1728 chia căn bậc 3 của 64 theo hai cách. Bài tập 67. Hãy tìm căn bậc 3 của 512, căn bậc 3 của âm 729, căn bậc 3 của 0,064, căn bậc 3 của âm 0,216, căn bậc 3 của âm 0,008. Bài tập 68. Tính A. Căn bậc 3 của 27 trừ căn bậc 3 của âm 8 trừ căn bậc 3 của 125. B. Phân số căn bậc 3 của 135 trên căn bậc 3 của 5 trừ căn bậc 3 của 54 nhân
căn bậc 3 của 4. Bài tập 69. So sánh A. 5 và căn bậc 3 của 123. B. 5 căn bậc 3 của 6 và 6 căn bậc 3 của 5. Bài đọc thêm. Tìm căn bậc 3 nhờ bảng số và máy tính bỏ túi. 1. Tìm căn bậc 3 nhờ bảng số. Trong bảng số với 4 chữ số thập phân của Radicer, không có bảng tính sẵn căn bậc 3, nhưng ta có thể dùng bảng lập phương, bảng số 5, để tìm căn bậc 3 của một số cho trước. A. Giới thiệu bảng lập phương. Bảng lập phương được chia thành các hàng và các cột. Ta cũng quy ước gọi tên của các hàng hay cột theo số được ghi ở cột đầu tiên hay hàng đầu tiên của mỗi trang. Dùng bảng lập phương, ta có thể tìm được lập phương của số từ 1,000 đến 10,000. Với những số được viết bởi không quá 3 chữ số, lập phương của nó được tìm trực tiếp từ bảng. Với những số được viết bởi 4 chữ số, ta phải dùng thêm các số ở cột hiệu chính. B. Cách dùng bảng lập phương tìm căn bậc 3. Ví dụ 1. Tìm căn bậc 3 của 344,5. Ta tìm số 344,5 ở trong bảng. Số 344,5 nằm ở giao của hàng 7,0 và cột 1. Có nghĩa 7,01 mũ 3 xấp xỉ bằng 344,5. Vậy căn bậc 3 của 344,5 xấp xỉ bằng 7,01. Mẫu số 3. Ví dụ 2. Tìm căn bậc 3 của 103. Do không tìm thấy số 103 ở trong bảng, ta chọn số gần nhất với nó, đó là số 103,16 nằm ở giao của hàng 4,6 và cột 9, nên 4,69 mũ 3 xấp xỉ bằng 103,16. Do đó, căn bậc 3 của 103,16 xấp xỉ bằng 4,69. Trên hàng 4,6, ta tìm trong các cột hiệu chính số nào gần với số 16 nhất. Ta thấy số 13 hoặc số 19 nằm ở cột 2 hoặc cột 3 hiệu chính. Ta hiệu chính căn bậc 3 của 103,16 để xác định căn bậc 3 của 103 như sau. 4,69 trừ 0,002 bằng 4,688 hoặc 4,69 trừ 0,003 bằng 4,687. Vậy, căn bậc 3 của 103 xấp xỉ bằng 4,688 hoặc căn bậc 3 của 103 xấp xỉ bằng 4,687. Mẫu số 4. Ví dụ 3. Tìm căn bậc 3 của 0,103. Ta biết 0,103 bằng 103 chia cho 1000. Do đó, căn bậc 3 của 0,103 bằng căn bậc 3 của 103 chia căn bậc 3 của 1000 bằng căn bậc 3 của 103 chia 10. Tra bảng tìm căn bậc 3 của 103 xấp xỉ bằng 4,688. Vậy, căn bậc 3 của 0,103 xấp xỉ bằng 4,688 nhân 0,1 bằng 0,4688. Chú ý, bảng lập phương có nêu hướng dẫn khi rời dấu phẩy trong số N đi một chữ số thì phải rời dấu phẩy trong số N mũ 3 đi 3 chữ số. Nên khi tìm căn bậc 3, ta thực hành như sau. Khi rời dấu phẩy trong số N đi 3, 6, 9, vân vân chữ số, ta rời dấu phẩy theo cùng chiều ở số căn bậc 3 của N đi 1, 2, 3, vân vân chữ số. Ví dụ 3, minh họa trường hợp rời dấu phẩy ở số 103 sang trái 3 chữ số, nên phải rời dấu phẩy ở số 4,688 sang trái 1 chữ số. Hai nhỏ. Tìm căn bậc 3 bằng máy tính bỏ túi. Có thể dùng máy tính bỏ túi có nút bấm căn bậc 3 để tìm căn bậc 3 như sau. Ví dụ 4. Trên máy Casio FX
220. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất cột 1, tính. Cột 2, nút bấm. Cột 3, kết quả. Hàng thứ hai cột 1. Ở hàng thứ nhất, tính căn bậc 3 của 1728. Cột 2, chúng ta bấm 1, 7, 2, 8, ship, căn bậc 3. Cột 3, ra kết quả 12. Ở hàng thứ 2 của cột 1, căn bậc 3 của 11.390 phép 625. Cột 2, chúng ta bấm 1.1390.625 ship, căn bậc 3, ra kết quả 22.5. Hàng thứ 3 ở cột 1, căn bậc 3 của -12.167. Cột 2, chúng ta bấm 12.167 cộng trừ ship, căn bậc 3, kết quả -2.3. Ví dụ 5. Trên máy sáp EL500M, các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 4 hàng. Hàng thứ nhất cột 1, tính. Cột 2, nút bấm. Cột 3, kết quả. Hàng thứ hai cột 1, căn bậc 3 của 1728. Cột 2, 3, 2, NDF, căn bậc X, 1, 7, 2, 8, bằng, kết quả ở cột 3, 12. Hàng thứ 3, cột 1, căn bậc 3 của 11.390 phép 625. Cột 2, chúng ta bấm 3, 2, NDF, căn bậc X, 1, 1, 3, 9, 0, 6, 2, 5, bằng, kết quả 22.5. Hàng thứ tư cột 1, căn bậc 3 của -12.167. Cột 2, chúng ta bấm 3, 2, NDF, căn bậc X, 1.2.167 bằng, kết quả -2.3.